Thank you, Quốc Hải. Hello. Này hơn á, này trên YouTube là hơn á. 1 triệu mình. Quay chân. Quốc Bình. À, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đến thật là đông đủ trong cái buổi giỗ tổ ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, một cái tiệc vui nào cũng tàn, và một cái cuộc nào có bắt đầu và cũng có khi tàn cuộc. Quay chân rất là tiếc nuối cho cái đêm mà diễn hôm nay. Tuy nhiên chúng ta không còn giờ nữa thì cũng phải đành chịu thôi. Một lần nữa thì Mai Chân đại diện cho đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang xin trân trọng gửi lời cảm ơn rất là nồng nàn của chúng tôi, của đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang, và xin chúc quý vị có một cái đêm ra về thật là an lành và hạnh phúc. Để tiếp nối lời cảm ơn trên Quốc Bình như là đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang và đài Liên Hoan TV đã hợp tác với nhau, và đặc biệt hôm nay là ngày giỗ tổ cải lương, là một ngày mà mang chúng ta trở về nguồn cội, là cứu giỗ tổ mới có được cái nền nghệ sân khấu cải lương tồn tại từ trong nước ra đến hải ngoại. Và chúng tôi lúc nào cũng nhớ về nguồn cội, và đặc biệt ngày nay là cái ngày mà tất cả anh em nghệ sĩ sân khấu cải lương cũng như là đặc biệt liên quan đến đoàn nghệ sân khấu Văn Lang để cúng giỗ tổ và có những cái tiết mục, những cái bài hát, những cái câu vọng cổ để nối lên cái tấm lòng của tất cả anh chị nghệ sĩ. Phải có nguồn, có gốc thì chúng ta mới thành công. Và đặc biệt là mỗi năm đều có một cái chương trình này, và đoàn nghệ thuật sân khấu, đoàn nghệ thuật Văn Lang và cố gắng duy trì cái nền tảng đó. Và đặc biệt hôm nay là có sự có mặt của rất nhiều anh chị nghệ sĩ bỏ công sức rất là nhiều để đến đây để làm một cái chương trình mà không có một cái so đo tính toán gì cả. Tất cả là vì nghệ thuật và vì sân khấu, và đặc biệt là vì thì Mai Chân trưởng đoàn nghệ sĩ Văn Lang để gửi đến vị những chương trình đặc biệt ngày hôm nay, vừa nhân tổ và vừa gửi đến vị một chương trình nghệ thuật rất là đặc sắc. Quốc Bình, thật sự thì chúng ta hôm nay là chúng ta phải cảm ơn tất cả các anh nghệ sĩ, đúng không? Tại vì chúng ta cùng với nhau trở về đây để mà dâng lên tổ, cũng như là một chút gì đó để mà cảm ơn tổ, những vị tổ sư đã ra một cái sự nghiệp cải lương mà cho đến tồn tại đến hôm nay. Thì xin trân trọng. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Và cảm ơn quý sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân. Dạ, tất cả khán giả. Mà một điều Mai Chân cũng quên. Mai Chân xin gửi lời cảm ơn đến đài Lê Đô Sài Gòn TV đã ủng hộ và giúp đỡ cho đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang năm qua. Và kính thưa quý vị, đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang cũng đã được đài Lê Đô Sài Gòn TV cho phát hình mỗi một tuần là được một tiếng đồng hồ và được lặp đi lại thì khoảng ba tiếng ở trên đài. Thì kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn coi cũng như là muốn tìm hiểu thêm về cái đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang, xin quý vị hãy đến với đài Lê Đô Sài Gòn TV trên băng đài 57.7 vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật, và được phát sóng lại 12 giờ đêm cùng ngày, và cũng như ngày thứ năm từ 10 giờ cho đến 11 giờ sáng. Kính thưa quý vị, xin quý vị để tiếp tục chị Mai Chân. Thì đài Lê Đô Sài Gòn TV đặt tại Việt Nam, chị Mai Chân thì nói là những cái giờ của California. Nếu quý vị nào ở ngoài tiểu bang và trên hệ thống Galaxy 19 ở Hoa Kỳ và Canada, quý vị có thể convert cái giờ California đến cái giờ của địa phương quý vị để quý vị biết được cái chương trình nó phát vào giờ nào. Chị Mai Chân nói là giờ của tại California. Và ngoài cái chương trình trên băng tần HLA 57.7 và Galaxy 19 thì quý vị vẫn có thể theo dõi trực tuyến trên mạng lưới điện toán toàn cầu tại địa chỉ liesongtv.com, và sẽ biết nhiều về đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang và những chương trình đặc biệt của đoàn. Hai bên đài LSTV cũng như đoàn Văn Lang đã có sự hợp tác chặt chẽ với nhau để gửi quý vị những cái gì hay nhất, đẹp nhất về nền nghệ thuật cải lương. Và nhờ có đoàn nghệ thuật Văn Lang mà có được sự học hỏi, Quốc Bình học được rất nhiều. Tại Quốc Bình là người của đài LSTV và bây giờ biết nhiều về nghệ thuật sân khấu cải lương nhờ tới chị Mai Chân cũng như đoàn nghệ thuật Văn Lang. Và hôm nay là một chương trình rất là hay, và thực tế được có những nhân tài rất là lạ với chị Nghiệp Như, nhưng mà hát rất là hay. Mai Chân, cái đó là Mai Chân phải nói là cảm ơn giám đốc đài
tức là anh Tinh Sinh Thái đã nghĩa là điều động cũng như là giúp đỡ cho đoàn Nhân Lan. Thành ra đoàn Nhân Lan của chúng tôi lại có hai cái sứ mệnh viên rất là đặc biệt để mà đến để mà hỗ trợ tiếp với Mai Trân. Phải xin được chia sẻ gì mà đã lương Phạm Khanh và Quốc Bình. Chắc là thích thú cũng như Quốc Bình đi ra khỏi Việt Nam đến đây định cư tại hải ngoại, và nhiều lúc mình cũng nhớ về quê hương thân thiện. Và khi mà tham gia với đoàn nghệ sĩ Văn Lan, biết định anh chị nghệ sĩ từ Xuân Mỹ, Đinh Tâm cho tới anh Tuấn Phong, đến từ chị Thanh Kim Mỹ, và biết được như anh Quốc Hải nữa là phối hợp đến rất nhiều về cái cách diễn xuất cũng như là đến Quốc Bình trở về lại quê hương ngày xưa trước năm 1975 khi kỷ niệm 5 năm của đoàn Văn Lan bị vua trước đây tại sân khấu Sài Gòn ở Phương Minh Óc. Lúc mình đã ngồi đó và nhớ về những cái sân khấu của rạp Olympic, của rạp Quốc Thanh tại Việt Nam, cái chương trình đã lưu rất là hay. Lúc đó thì mình còn rất nhỏ anh Quốc Bình, thì mình chỉ ngồi đi với mẹ với bà, phải không? Không có thích lắm. Mà không thích tại vì thật sự lúc đó mình chưa có ý thức về, chưa có ý thức về, tại vì còn quá nhỏ về cải lương, về ngành cổ nhạc là cái môn mà phải nói là một cái môn cổ truyền thống của dân tộc của chúng ta. Và một lần nữa thì lần sau cùng thì Mai Trân tự giờ mình quên cảm ơn ông bà chủ nhà hàng Paracel đã yểm trợ cũng như giúp đỡ những cái dễ dàng nhất cho Mai Trân. Sẵn đây thì Mai Trân xin giới thiệu đến với tất cả quý vị khán thính giả cũng như là quý vị đồng hương, nếu mà có tin tưởng vào cái đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lan thì hãy đến với nhà Paracel. Chúng ta sẽ có những cái bữa tiệc rất là ngon cũng như tiếp đãi nhân viên rất là đàng hoàng. Mai Trân rất là thích, vừa được coi văn nghệ ăn ngon nữa. Thì chắc như tháng 11 đó thì Cảnh Trân, nữ nghệ sĩ Cảnh Trân, tức là em của đệ nhất danh ca Minh Cảnh, sẽ tổ chức một cái đêm tưởng nhớ kỷ niệm mấy chục năm, 24 năm, 50 năm gì của Minh Cảnh. Thì chắc Mai Trân cũng giới thiệu đến cái nhà này. Dạ có chứ, chắc chắn là có. Dạ. Và quý vị nhớ sẽ tháng 11, tháng 11. Dạ tháng 11, dạ. Thì Mai Trân, no, Mai Trân sẽ nhất định mang anh Minh Cảnh đến đây để giúp Minh Cảnh ở đây để mà cũng như có một cái thêm một lần tạ từ cái nhà hàng Paracel. Cảm ơn ông bà chủ rất nhiều. Và cuối cùng cũng xin nhắc lại, xin mời chị Mai Trân của mình thì có thể giờ xuất hiện ngày hôm nay là một người rất là ủng hộ đoàn Văn Lan từ đầu cho tới cuối, cũng như là soạn nhạc Yên Lan, và không nhiều người được quý vị đã giúp đỡ cho đoàn Văn Lan để có sự thành công cũng như là có biểu diễn ngày hôm nay. Mình còn quá nữa, nhân viên kỹ thuật bên là truyền hình đó của đài RSTV, cameraman, cái gì có ông chủ tịch hả? Đâu? Đinh Quang Sinh Thái hả? Đinh Quang Thái, Trương Thái. Chủ tịch tập đoàn của đài RSTV. Ok. Anh xin được sai, anh rất là năng động và anh rất hết lòng trong những chương trình đặc biệt mà liên quan đến truyền thống và những cái gì có văn hóa giúp cho người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại trở thành sức mạnh. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều vì ủng hộ cho đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lan cũng như đài Liêu Sài 57.7 tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.